tình quê thêm chiều mến, người bướm vàng nhân nhớ khi quyến luyến, và cô gái vàng giấc mơ mà tình duyên bên luôn đầy đời vui đã nở hoa, ôi áo màu nâu tươi sao đẹp quá, chân bước về niềm vui giữa mái lá và nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà. Chị mời em luôn áo bông. Rồi, áo bông hay chị áo đỏ chưa? Phải áo bông. Dạ rồi. Dạ xin mời người đẹp Ái Trinh, khử khuẩn giùm Ái Trinh ơi. Trời ơi anh ơi, nó nghe nè, ông xã lên đây nó nghe nè. Nói cái gì vậy? Anh quay ra cho khán giả thấy coi anh đi với ai vậy? Bên có hai cục mụn xong chịu nặng được coi, ngắt cái coi. Rồi cho phụ giờ chị khuẩn nước nha. Rồi em qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Và bây giờ chúng ta có lấy những chân tay tập trung sáng bắt đầu. Dò số. Rồi anh còn nhé cho đưa trong luôn nha. Cái này nó rất là khủng, nó một người ạ. Rồi, vô cái kéo qua đây luôn nào, nhiều người. Qua đây luôn tao ơi, kéo
chiều à? Dạ. Anh ghé ra thăm hôn mẹ để lên đồ. Đó anh bảy thăm hôn. Cô ơi cô. Để đèn nào để đèn để đèn để ra để lên để lên nhà. Đó anh một buổi rồi. Áo đau đó. Thí sinh đẹp nhất của đoàn. Rồi mau lên. Nhanh lên em. Số gì đây à? Số gì là số gì là con số gì đây? Xin được chứng tâm tới đứa được thành gần lại đây. Gần lại đây nghe. Chứ trước mà con biết con phải gì làm. Ngay gì ra năm gì ra. Đừng đuối sang tay đôi tay như sao. Và thì còn phải lỡ mãi để đâu sông hà. Gặp được con lo anh em ta về. Gặp nhau những nhớ bao khác với cuộc. Để nào từng giây năm năm. Ta là một người Việt Nam. Còn số ngay nữa. Thì ta bán lên xuống 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 ơi. Bán lên xuống 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 ơi. Số thì nào thì chỉ là một cái gì đây đó. Dạ. Ai mới đưa đưa tay lên đường đây đúng không ạ? Rồi nhẹ nhàng lên chuyện lên chào ơi. Số thì nào. Đem chế ra cho các yêu mà. Rồi dễ lên thêm ngân ngân. Số gì đây, số gì đây hả? Nghe chưa chờ số vô. Chờ số vô, chờ số vô đây. Số gì đây, số gì đây nhặt cái tay. Nhặt cái tay số gì đây, cô số gì đây chú. Đâu rồi. Chị, em nói như nghe nè, mấy anh với chị ở cái này là em ghi số thử giọng thôi. Nó dạ. Thử giọng thôi. Dạ, chứ còn lúc sau 14 người con thôi. Ai muốn gặp lên em cho sẻ hai cái bưởi. Vâng, chúng ta chờ số tiếp ha. Hey, đây, số gì đây, số gì đi con, số gì đi con, số gì đi nam. Con số gì đi con, số gì đây, dé, 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 bấm, 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 bấm. Bấm cho tụi con nè. Số gì đi con, số gì đây, số gì đi con, số gì đây. Tuổi em vừa xuân như con qua mới nở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời một lá thư duyên, câu hò lại ấm vui lên nhau nhàng càng tay xanh đi dẫn vui nhau một đường nhau tận hai ba mươi ngày ba mươi ngày ba mươi hai ba đây bà kia hello cái gì bà giữ đi cái giá đó luôn bà đang sổ số lô tô hay là bà quay live stream để quảng cáo bia ôm vậy hả? Tôi thấy rõ ràng cái lòng cầu đó trái banh nó một đống màu, bà hôm qua nó quay vô hai trái banh đen thui không nha. Dạ. À, rồi xin mời đi cùng em giờ số tiếp. Cái đó không phải là hai trái banh đen thui đâu. Dạ. Con này á, à, đã bị đen bị bù lợt ăn mắt nha. Cái đó gọi là hai hộp chè ỉ. Bà làm như bị lép đi trời. Giờ số tiếp quý vị ơi. Rồi, lại đây ạ. À.